Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trải bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cái đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một chủ đề mới của chúng ta sẽ là ai đang chạy về phía bạn. Và đây là những trải bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba món đồ vật tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 nha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái mặt thánh giá này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết với các bạn tụ 1 để cùng xem coi ai đang chạy về phía các bạn tụ 1 nha. Và các bạn ơi, các bạn bình luận bằng chữ giùm mình nha. Đừng bình luận bằng icon trái tim gì hết. Vì YouTube nó sẽ bóp lượt view đó các bạn. Chỉ bình luận bằng chữ thôi. Và các bạn ở đây mình thấy các bạn rất là nghệ sĩ luôn á, nhiều bạn bình luận rất là hay. Mình rất là thích đọc bình luận của các bạn đó. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi, ai đang chạy về phía các bạn tụ 1 đây? Nay sao bài bài nó bay dữ vậy ta? Chắc là chạy vù vù luôn hay gì nè, cái bài bài mình sáo nó bay quá trời bay luôn. Wow. Bay dù dù luôn. Tốc độ phi mã hay sao mà bay quá trời bay đây. Các bạn tụ 1 là những người rất là tự lập trong suy nghĩ, tự lập trong cái cuộc sống hàng ngày. Bạn là một người tràn đầy sự nhiệt huyết ha. Bạn có tính nhẫn nại kiên trì rất là lớn luôn. Bạn có lòng khoan dung, chịu đựng và cái mức độ gọi là vô hạn luôn á. Bạn rất là nhẫn nại và bạn kiểm soát mọi thứ một cách mềm mỏng ha. Ngay cả một con thú như là con sư tử này mà cái người phụ nữ thì có thể thuần hóa và nó rất là ngoan ngoãn y như là con chó cưng luôn nè. Đó. Thì bạn là đại diện cho người phụ nữ đó, bạn rất là dung dưỡng, bạn rất là chịu đựng, lòng trắc ẩn, lòng bao dung rất là lớn. Đồng thời mình thấy bạn là một người tự lực cánh sinh, bạn không muốn phụ thuộc, không muốn dựa dẫm vào ai đó, ai hết. Bạn muốn một mình, muốn tự bạn kiến tạo nên cuộc sống riêng của bạn ha, và bạn sẽ thực hiện được điều đó nha. Mình thấy bạn có khả năng đó, bạn có khả năng tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân được, tự cảm thấy đầy đủ với những gì mà bạn có. Và mình thấy cuộc sống của bạn khá là đầy đủ về vật chất, sung túc, và bạn có cuộc sống rất là tao nhã. Bạn có khả năng là bạn là một người có cái tính kỷ luật bản thân rất là tốt, bạn không để cho bản thân trở nên chây lười biếng nhác, mà bạn luôn luôn tạo động lực cho bản thân để phát triển hàng ngày, để cho mình có một tương lai cuộc sống đầy đủ vật chất, tiền tài, không phải lo nghĩ. Và mình thấy bạn là một người cũng giỏi giao tế nè, bạn có khả năng ăn nói, và đồng thời mình thấy cuộc sống của bạn cũng khá nhiều người khao khát bạn ha. Và bạn khá đào hoa, và mình thấy là cuộc sống của bạn sắp có người chạy về phía bạn rồi đó, một người mà muốn trao cho bạn một cái tình yêu ngọt ngào lãng mạn ha. Thì mình thấy các bạn nam sẽ gặp được một người phụ nữ tự lập tự cường như thế, và các bạn nữ sẽ gặp được một người nam muốn trao tình yêu, trao cốc tình yêu lãng mạn ngọt ngào thắm thiết bên bạn ha. Và người này khá là điềm tĩnh nha. Và đây mình thấy cái tình yêu này cũng cũng rất là trẻ trung luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi cái người đó là ai, cái người mà đang chạy về phía các bạn là ai, hoặc là các bạn nam sẽ gặp được ai ha. Về phía ai đây? Ai? Ai đây? Wow, một người ở xa bạn nha.
Ồ. Cái người này mình thấy là họ mong muốn có một cái mái gia đình hạnh phúc yên vui với bạn đó. Mình thấy là hai bạn có thể là trò chuyện với nhau qua tin nhắn. Các bạn liên lạc với nhau qua mạng xã hội, qua các phương tiện kết nối như Skype, Viber, Zalo hay gì đó. Rồi mình thấy nữa là các bạn nam ở đây là một người rất là kiên cường, mạnh mẽ ha. Một người khi mà đạt nhắm tới cái mục tiêu nào đó thì bạn sẽ quyết chí đạt được trong một cái tư thế rất là vững vàng, vững chãi. Và mình thấy là có thể là cái người này á, họ đang có sự di chuyển sang một vị trí mới, một nơi ở mới, hoặc là nhà, họ có thể là mua căn nhà mới nè, hoặc là công việc của họ đang phát triển rất là tốt, vượt bậc, có thể là đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, và họ đang có sự ăn mừng, chúc tụng vinh quang ở đây ha. Và mình thấy cái người này có khả năng là họ muốn về chung một nhà với cái bạn tụ một đó. Và họ sẽ hành động một cách dứt khoát, mạnh mẽ và nhanh chóng, và sẽ có một cái tin tức được đưa đến. Có thể họ sẽ nhắn tin báo cho bạn biết một điều gì đó, báo cho bạn biết là họ đang vượt qua mọi khó khăn để có thể tiến đến bên bạn. Những các bạn nữ, các bạn nam đang vượt qua khó khăn để tiến đến các bạn nữ ha. Hoặc là nếu mà bạn chưa gặp cái người này thì khả năng là sớm thôi bạn sẽ gặp được cái người này nha. Các bạn đang thông cảm ha, khi tarot là hai chiều, khi mà bạn xem thì bạn liên hệ với những cái thông tin nào mà liên quan đến các bạn nam á, tại vì cái trong cái kênh của mình thì hơn 80% các bạn nữ là những người xem cái kênh của mình, cho nên năng lượng của mình sẽ ảnh hưởng bởi các bạn nữ nhiều hơn ha. Mình cũng sẽ ráng ráng nói về các bạn nam cho các bạn hiểu tâm lý của các bạn nữ như thế nào nữa nha. Mình sẽ miêu tả cái người mà bạn bạn sẽ gặp trong tương lai ha, nếu mà bạn chưa có người yêu. Wow, cái người này mình thấy là họ yêu bạn rất là nhiều luôn. Hai bạn có sự gọi là tình yêu hai phía ha, không có vụ đơn phương gì đâu, mà tình yêu từ hai phía đó. Các bạn nam ở đây là những người nhiệt tình, sáng tạo, tự tin. Các bạn khá là vững vàng, vững chắc. Các bạn có một cái địa vị nào đó trong xã hội rồi, các bạn luôn truyền động lực, truyền cảm hứng cho người khác. Một số bạn ở đây rất là táo bạo, biết nắm bắt cơ hội ha, và đồng thời các bạn ở đây cũng khá là hấp dẫn, khá là đẹp trai trong mắt người khác, bạn khá là thu hút ở đây, ở đám đông ha, và bạn có tài diễn thuyết. Và đồng thời mình thấy nữa là hai bạn sẽ dành cho nhau cái tình yêu thật là cân bằng, phải có trách nhiệm với nhau nữa. Đồng thời mình thấy là tình yêu của cái người đó dành cho bạn rất là mật ngọt luôn, có sự trao đi và nhận lại giữa hai phía, hai bạn yêu thương nhau và dâng tràn cảm xúc mỗi khi mà ở bên nhau ha, và tình yêu này sẽ trở nên cân bằng hơn. Hai bạn có thể là các bạn nam sẽ quyết đoán mạnh mẽ, kiên cường hơn, sẽ thấu suốt mọi điều. Biết là các bạn nữ chính là cái người mà dành cho bạn thì bạn sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước ha, chặt đứt những cái sự tiêu cực, những cái khó khăn để có thể trao cho bạn nữ một cái tình yêu xứng đáng, một tình yêu trưởng thành, yêu thương nhau. Và có thể là một số bạn ở đây mình thấy một cái điều nữa là nếu như trước kia bạn gặp những điều trái quấy, gặp những người không đúng với bạn á, thì công lý đã được thực thi ha, bạn sẽ gặp được đúng cái người dành cho bạn nha. Wow, đây là một người giành được nhiều chiến thắng trong cuộc sống rồi. Họ là người từng trải,
họ đa mưu túc trí, có nhiều chiến lược và họ biết vận dụng nguồn lực để thực hiện những cái kế hoạch của họ một cách rất là thành công mỹ mãn luôn. Tình yêu này khá là mật ngọt, khá là yêu thương nồng nàn, nhưng mà các bạn cũng phải gọi là lý trí một chút, gọi là các bạn phải bình tĩnh, điềm tĩnh hơn. Các bạn phải tiết chế chừng mực giữa cái sự cho đi và nhận lại để có sự cân bằng giữa hai bên, để không có bị sự chênh lệch nó sẽ gây ra mâu thuẫn các bạn nha. Đừng có bị gọi là mù quáng mà che mắt ha, bị che mắt ha. Anh thấy là các bạn sẽ làm việc trong một cái cộng đồng. Một trong hai bạn hoặc cả hai bạn sẽ làm việc trong một cái cộng đồng. Các bạn có thể là được nhiều người ngưỡng mộ nè, rồi các bạn sẽ lấy lại được cái sự cân bằng trong cuộc sống. Đồng thời là mình thấy các bạn sẽ được kết nối với ánh trăng. Nói chung là bạn được tiếp thêm sức mạnh, khả năng tâm linh và trực giác của bạn đang phát triển. Hãy biết rằng bạn luôn được ban phước để kết nối với thần thánh, bạn và họ luôn ha. Và đây là thời điểm tốt để kết nối và phát triển. Bạn đang được truyền cảm hứng rất là nhiều. Đồng thời mình thấy là cái người này họ được vũ trụ mở cho họ giác quan thứ sáu, mở ra họ cái luân xa thứ sáu, con mắt thứ ba ha, để đón nhận dòng chảy năng lượng trực giác và kết nối tâm linh của họ đã được thực sự thiết lập rồi. Họ được mở rộng các kỹ năng đang phát triển của họ và họ có khả năng dự đoán được tương lai và đưa ra các quyết định dựa vào trực giác luôn. Đây là một người khá là giỏi, tài năng luôn á và được nhiều người mến mộ, có thể là cũng khá là nhiều. Nếu là các bạn nam thì cái người này được khá nhiều bạn nữ ái mộ ha. Có thể là thích thích thầm crush, đúng rồi. Rồi, tiếp hen. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía anh, chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. Mình thấy khi mà các bạn gặp họ là cuộc sống của bạn cũng đang có cái sự đang trên đà phát triển rất là tốt luôn. Bạn là một người giàu cảm xúc lãng mạn, yêu thương và ngọt ngào. Bạn là một người thấu hiểu, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu người khác. Bạn có lòng trắc ẩn, lòng khoan dung, rộng lượng. Bạn là một người cũng có cái trực giác tâm linh, giác quan thứ sáu rất là nhạy luôn ha. Đồng thời mình thấy nữa là bạn rất là vững vàng, vững chãi và ổn định luôn. Cuộc sống của bạn khá là vững chắc và bạn đang đang trên cái quá trình hưởng được những cái thành quả mà do chính bạn tự tay gầy dựng, nỗ lực để có thể nỗ lực làm việc để có thể đạt được những cái điều mà bạn mong muốn ha, thì bạn đang dần gặt được cái thành quả rồi đó. Bạn đang dần hái được cái quả ngọt rồi đó. Và bạn cũng không có sự dừng lại mà bạn sẽ có một cái sự gọi là bạn sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng cho các bước tiếp theo ha. Bạn suy tính cho cái kế hoạch tiếp theo trong công việc của bạn. Và mình thấy trong cuộc sống của bạn bạn là một người rất là muốn cho đi. Bạn cũng khá là sòng phẳng luôn. Ví dụ như ai cho bạn cái gì bạn cũng sẽ cố nghĩ ra cái điều gì đó tặng lại cho họ. Và bạn có một cái tấm lòng thanh sơ, thanh khiết, đơn sơ và thanh khiết, có lòng trong trắng ha. Có thể là đây là một người
mà bạn đã quen biết rồi nha. Một người có thể là bạn học cũ hoặc một người bạn đang tương tác cũng chẳng hạn. Bạn đã biết người này rồi, họ chạy về phía bạn rồi. Một số bạn ở đây ha. Hoặc là một người cũ nữa nha. Một số hay là người cũ. Rồi. Họ thấy các bạn nữ là một người giống như nãy giờ mình miêu tả, một người luôn thấu hiểu, một người biết chuyện, hiểu chuyện, một người có sự giác ngộ về nhận thức sâu sắc rồi. Và khi mà bạn nữ gặp được bạn này thì cuộc sống của bạn đang trên đà phát triển khởi sắc rất là nhiều luôn. Có thể là các bạn nữ sẽ nhận được quà hoặc là tiền, hoặc là các bạn sẽ nhận được thừa kế nữa nè. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có đôi ta là nơi an toàn nhất rồi. Chạy đi đâu, chạy về nơi phía ai. Các bạn nam thấy các bạn nữ là những người rất là bí ẩn, hoặc là hai bạn cùng nhìn về đối phương giống như là hai bạn quen biết nhau nhưng các bạn chưa biết nhiều về nhau, các bạn còn giữ những cái việc riêng tư nữa. Nói chung là có nhiều bí mật chưa được khai phá ở đây ha, hoặc là các bạn khá là bí ẩn với nhau. Hai bạn đến với nhau đem cho nhau niềm vui và cảm thấy hạnh phúc, vui mừng khi mà mình gặp được cái người rất là thú vị, rất là đặc biệt. Đây là một cái khởi đầu mới cho những bạn mà đang tìm tình yêu nha. Các bạn sẽ có một sự khởi đầu mới trong tình yêu, một người mới đến trao cho bạn tình yêu thương ngọt ngào, lãng mạn. Nếu là các bạn nữ thì các bạn nam, còn các bạn nam các bạn sẽ tìm gặp được một người phụ nữ đầy yêu thương, nhân hậu mà bạn cảm thấy đây là một người rất là hiểu chuyện và bạn mong muốn được về chung một nhà với người này ha. Và còn những bạn mà đã chia tan các kết nối, có một số bạn ở đây mà bạn mong muốn người cũ quay lại, mình thấy có khả năng một người cũ nào đó quay lại với bạn nha. Và họ muốn bắt đầu cái tình yêu này, muốn có sự khởi đầu mới và hai người sẽ trở nên khôn ngoan hơn, tiết chế chừng mực hơn, sẽ để không có gây ra những cái lỗi lầm như trước nữa. Thấy đa số các bạn mà độc thân coi cái trải này hơi nhiều luôn á, có một sự khởi đầu mới dành cho bạn, một chuyến phiêu lưu mới, chuyến phiêu lưu mạo hiểm mới, nhưng bạn rất là hào hứng, rất là vui vẻ để đón nhận nó, không sợ thử thách, không sợ gian nan, mà bạn đang trạng thái giống như là mới vào một cái chuyện tình yêu, cảm thấy vô cùng ấm áp, mật ngọt, yêu thương, bạn không màng đến những điều khác. Bạn chỉ tập trung vào cái hành trình của bạn thôi, hành trình tình yêu. Wow, hai bạn này yêu thương nhau quá nhiều luôn á, nãy giờ toàn là ra lá hai cốc, hai bộ bài. Nhưng mà các bạn có những sự che giấu cảm xúc ha, yêu nhiều nhưng mà các bạn có sự che giấu, bạn không có thể hiện ra nhiều, còn giữ giá giữa hai bên. Người này họ thấy, mình thấy là muốn đem đến cho cái tình yêu này một sự vững vàng, vững chãi, trưởng thành, thực tế. Có thể người bạn nam trong đây muốn hỗ trợ về tài chính cho các bạn nữ nữa đó. Và cái chuyện tình này cũng gặp khá nhiều áp lực. Có thể là yêu xa cho nên gặp cái áp lực gọi là không thể nào mà ở bên nhau hàng ngày được, chỉ có thể nhắn tin. Rồi gọi nhau qua video call thôi. Tuy nhiên cái người nam này mình thấy là họ cũng rất là vững vàng, vững chãi, họ kiên trì, họ luôn tìm ra cách giải pháp để có thể khắc phục những cái thử thách được đưa tới ha, và vượt qua nó một cách rất là khôn ngoan. Và mình thấy trong tương lai thì các bạn nam, nếu mà bạn ở xa bạn nữ thì bạn sẽ tiến về các bạn nữ nha, các bạn sẽ có sự di chuyển. Và bạn lúc đó thì bạn đã có cái sự thấu suốt, bạn là một người rất là giỏi, tài ba, có khả năng lãnh đạo, bạn giống như là một chiến binh.
mang tình yêu ánh sáng đến cho người nữ ha. À, bạn vững vàng vững chãi rồi, bạn biết kiểm soát bản thân nữa. Nói chung hai bạn là cái năng lượng hai bạn là ngang nhau luôn. À, cả hai người đều rất là tự tự do, rất là tự lập. Gió tầng nào gặp mây tầng đó ha. Hai bạn đều là những người không thích dựa dẫm, không thích phụ thuộc vào người khác. Và mình thấy các bạn nam khi mà các bạn trở về bên các bạn nữ, các bạn sẽ hoặc là các bạn gặp những người độc thân, gặp được các bạn nữ, các bạn sẽ muốn trao cho họ những cái điều rất là lãng mạn như là tặng hoa, tặng quà. Và bạn sẽ trong cái tư thế hừng hực khí thế tiến về phía trước, lao về phía trước. Giống như nãy giờ lá bài của mình ở ngày 16 nó cứ bay lại là với tốc độ rất là cực nhanh. Như là fast and furious, nhanh và mãnh liệt. Còn những bạn mà đã từng có cái sự chia cắt nhau, ngăn kết nối với nhau, ngắt kết nối với nhau bởi vì có sự mâu thuẫn, sát thương nhau bằng lời nói, thì cái cuộc chiến này mình thấy đã tàn rồi, các bạn đã có sự sụp đổ đột ngột rồi phải không? Thì mình thấy các bạn nam ở trong đây hoặc là hai bạn đã có sự giác ngộ, đã có sự điềm tĩnh hơn, các bạn lý trí hơn, các bạn biết nhìn đâu nhìn ra sự thật và các bạn tiết chế mình lại, các bạn thiền định, các bạn quay về bên trong và các bạn tìm ra cái câu trả lời cho cái chuyện tình yêu này, các bạn trở nên bình tĩnh hơn, tĩnh lặng hơn, các bạn có sự giác ngộ và các bạn đã được khai sáng rồi, đã tìm ra chân lý cuộc sống rồi, mặt trời chân lý chói qua tim rồi đó. Em không tin vào ai, điều này thật điên dại. Có nghĩa là bạn biết sao không, các bạn nữ trong đây á, từng trải qua những cái cuộc tình dang dở mà bị phản bội hay gì đó, cho nên bạn có nhiều nỗi sợ, bạn sợ là bạn sẽ gặp lại cái trường hợp đó một lần nữa, bạn sợ phải bị sống trong những cái thời gian gọi là buồn bã nữa, bạn không muốn ai làm vỡ trái tim của bạn nữa. Nhưng mà các bạn nam này thì mình lại thấy các bạn đó sẽ đến xoa dịu, đến chữa lành cho bạn ha, muốn mang đến cho bạn một cái tình yêu vô cùng hạnh phúc, hài hòa, yên ấm, một gia đình có những đứa có đứa con rất là ngoan ngoãn, khôi ngô nè, và những thú cưng rất là dễ thương, một gia đình 10 ly, và các bạn nữ ở đây sẽ cảm thấy vô cùng viên mãn, vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn với những gì mà bạn đạt được, giống như bạn đạt được chiến thắng, đạt được thành công, bạn đã kiếm được một người thật sự là Mr. Right của cuộc đời mình, một người đúng của cuộc đời mình, và bạn cảm thấy rất là vui vẻ, rất là phấn chấn, rất là hạnh phúc và được mọi người chúc mừng bạn. Bạn vui vẻ, bạn hạnh phúc cả về cuộc sống, cả về tình yêu luôn. Các bạn nữ ở đây có cái sự lệ phụ thuộc vào cảm xúc nha. Cho dù chuyện gì xảy ra thì bạn hãy luôn yêu thương bản thân mình để cảm thấy đủ đầy trong tình yêu cho bản thân. Thì lúc đó bạn sẽ không có sự phụ thuộc người khác nữa, mà bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bạn đủ đầy hơn, bạn sẽ không có suy nghĩ tiêu cực nữa, bạn sẽ không hàng ngày chờ đợi tin nhắn từ người khác nữa, mà bạn sẽ có cách suy nghĩ khác, bạn biết phát triển bản thân, bạn biết trở nên bận rộn hơn. Khi mà bạn có cái tình yêu thương đủ đầy cho bản thân mình rồi thì bạn còn không còn phải có sự gọi là quan tâm quá mức, quan tâm người yêu quá mức nữa, mà bạn sẽ thả lỏng ra, cứ để cho họ có không gian riêng của họ để họ làm việc. Còn mình cũng có công việc của mình, mình lo chăm chú, mình làm việc để mình phát triển bản thân, phát triển cuộc sống của mình. Cho dù không ai đến với cuộc đời mình thì mình vẫn hạnh phúc.
mình vẫn có thể chăm lo cho chính bản thân mình, cho cuộc sống mình, cho gia đình mình và có thể phát triển cái tình yêu thương cho tất cả mọi người. À, cái cuộc đời này không phải nhất thiết là tình yêu là cái điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất đó là cái sự hạnh phúc từ trong trái tim, cái sự đủ đầy từ trong trái tim và bạn cảm thấy biết ơn và bạn cảm thấy hạnh phúc cho những gì mà bạn đạt được trong cuộc sống. Và bạn cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình, đó cũng là một sự hạnh phúc nữa, một niềm hạnh phúc. Bởi vì thực sự khi mà mình khi ví dụ như bạn đã có sự chia cắt với bạn trai thì lúc đó mỗi người một nơi, đâu có ai chăm sóc cho mình được, mà chỉ chính bản thân mình mới có thể chăm lo cho bản thân mình được thôi, đúng không? Cho nên bạn phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đừng có suy nghĩ tích cực, hãy có sự lạc quan hơn, hãy vững tin rằng bạn xứng đáng được yêu thương khi mà bạn hết lòng yêu thương bản thân mình, bạn hết lòng phát triển bản thân mình, bạn tìm ra cái đam mê, cái công việc mà bạn cảm thấy yêu thích, rồi bạn chăm sóc bản thân thật tốt, sức khỏe thật tốt, thì khi đó bạn sẽ tự thu hút được những cái người tốt đến với bạn ha, những cái điều tốt đến với bạn thôi. Có thể là hai người khác nhau về đạo, hoặc là có thể là một bạn ở Việt Nam, một bạn ở nước ngoài, nó khác, hai bạn quốc tịch khác nhau hoặc khác nhau điều gì đó trong cái suy nghĩ. This could be the one, đây có thể là the one của đời bạn ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn chiếc nhẫn này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi ai đang chạy về phía các bạn tụ hai. Và các bạn ơi, các bạn bình luận bằng chữ thôi nha, đừng bình luận bằng icon hình trái tim hay mặt cười, tại vì YouTube nó sẽ bóp được xem và mình thì lại rất là thích đọc bình luận của các bạn luôn á. Có nhiều bạn bình luận rất là hay, rất là vui. Thú vị. Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó, đúng rồi. Mình hớm hỉnh vui vẻ cũng gặp những người rất là hớm hỉnh vui vẻ, rất là vui tươi, rất là dễ thương luôn. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn nha. Rất trân quý những điều đó. Rồi. Các bạn tụ hai là những người tràn đầy cảm xúc lãng mạn, yêu thương và ngọt ngào luôn. À, các bạn là một người có cái trực giác tâm linh khá là cao. À, bạn có sự thấu hiểu, các bạn luôn muốn cho đi tình yêu thương trong bạn rất là dâng tràn luôn á. Có thể các bạn thích làm việc một mình. À, các bạn thích có sự suy tính một mình, tự ra kế hoạch rồi các bạn tự thực hiện trong im lặng. À, các bạn là những người bí ẩn và cuộc sống của các bạn cũng gặp khá là nhiều người không tốt với bạn ha, những người sống không có trách nhiệm, những người ném đá dấu tay, những người hay bới móc chuyện đời tư hay nói xấu mình, thì thôi các bạn hãy tập trung vào công việc của bạn ha, tập trung trên cái hành trình của bạn đi. Những người khác nói gì thì nói, mình đừng quan tâm ha. Chuyện của mình là mình phát triển bản thân, phát triển cuộc sống của mình, đừng lãng phí thanh xuân. Tại vì những người đó thì mình thấy là đáng thương hơn là đáng trách ha. Bởi vì vũ trụ cho nhiều mọi người đều có thời gian giống nhau, đều có sức khỏe giống nhau, đều có cơ hội. Nếu mà mình biết nắm bắt, tuy nhiên họ đã lãng phí một phần thời gian của họ để nói về bạn thì khá là tội nghiệp cho họ ha. Tại vì họ đã không không biết tận hưởng được những cái phút giây hạnh phúc bên gia đình. Thay vì đó họ phát triển bản thân, họ chăm sóc bản thân họ thật tốt thì họ lại quan tâm bạn quá nhiều, thì mình thấy là bạn nên thương họ nhiều hơn là bạn bực bội với họ ha. Thôi mình cũng đừng quan tâm, kệ đi, cuộc sống mỗi người, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Mình cứ sống tốt với chính bản thân mình, luôn yêu thương giúp đỡ người khác thì bạn sẽ thu hút được những người tốt đến với bạn thôi ha.
Và mình thấy bạn là một người có nhận thức sâu sắc nè, bạn là một người có nhiều kiến thức sâu rộng, có thể mình thấy bạn sẽ tham gia một cái nhóm học nào đó để phát triển kỹ năng, phát triển khả năng của bạn. Mình thấy bạn là giống là như là bách khoa toàn thư, ai hỏi gì bạn cũng biết hết, kiến thức rất là sâu rộng, uyên thâm, uyên bác, và bạn khá là minh triết. Bạn có khả năng dẫn dắt người khác đi theo hướng đường hướng tốt, con đường tích cực dành cho mọi người. Một số bạn ở đây có khả năng diễn thuyết, có khả năng là bạn là nhà giáo hoặc là người thầy tinh thần cho mọi người. Và đồng thời mình thấy bạn cũng có khả năng hòa giải gắn kết mọi người với nhau ha. Một số bạn ở đây mình thấy có đạo nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rồi ai 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 đang chạy về phía bạn vậy. Chạy về với tụ hai. Tụ hai. Ai đây? Wow, hai bạn đều là những người có sự giác ngộ bên trong rồi. Mình thấy là các bạn này á là một người có tính kiểm soát khá là cao, một người tính chiếm hữu rất là mạnh, một người muốn cái sự vững vàng ổn định, không muốn sự thay đổi. Đây là một người cũng uyên thâm uyên bác luôn, một người có trực giác tâm linh khá là cao. Wow, hai bạn có thể là cặp bài trùng với nhau luôn á. Một người thích chìm sâu nghiên cứu, tìm tòi học hỏi về những kiến thức, đặc biệt là những kiến thức về tinh thần tâm linh, chiêm tinh học hay gì đó. Đây là một người rất là giỏi, một người uyên thâm uyên bác luôn, một người có nhiều kỹ năng, một người từng trải phát triển trong công việc cũng khá là tốt, và mọi người rất là ngưỡng mộ người này. Có thể người này là khả năng dẫn dắt lãnh đạo cho những người khác luôn ha. Họ thích ở một mình, họ không thích sự bon chen. Có thể là họ đã từng trải qua một cái giai đoạn gọi là rất là tiêu cực trong cuộc sống. Có thể họ đã từng trải qua giai đoạn gọi là có sự gọi là buông lỏng bản thân ha, để cho họ chìm đắm trong một cái điều gì đó. Thì bây giờ mình thấy là họ đã gắng ráng họ kìm chặt bản thân, kiểm soát bản thân thật tốt để không có phải vướng bận sa đà vào những điều đó nữa. Mình thấy tương cái khả năng là người này đã có nghiện một cái điều gì đó, có thể là họ nghiện công việc hoặc là họ nghiện, hoặc là trong tình yêu, có thể họ đã từng vấp váp, có sự tuyệt vọng trong tình yêu, và mình thấy là bây giờ họ đã có sự nhận thức sâu xa hơn, họ đã có sự giác ngộ, họ đã có những cái suy nghĩ thông suốt, thấu suốt mọi điều hơn rồi. Họ đã tìm được cái hướng đi cho cuộc sống của họ, và mình thấy người này họ nghiêng về tinh thần, họ nghiêng về cái giá trị tinh thần, những cái điều mà giúp cho họ cảm thấy bình an, yên bình trong cuộc sống, và họ đang cố gắng bảo vệ bản thân họ rất là tốt. Mình thấy các bạn nam ở đây là những người có kiến thức rất là sâu rộng, rất là giỏi, minh triết, có khả năng dẫn dắt, giúp đỡ cho người khác đi đúng đường. Và các bạn đang tập trung vào công việc, sự nghiệp, tài chính nhiều hơn. Các bạn là những người có tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bạn rất là điềm tĩnh để giải quyết vấn đề ha. Bạn dù cho vấn đề có nhiều cái thăng trầm, nhiều cái sự thử thách, nhưng mà bạn không để những điều đó nó ảnh hưởng quá nhiều đến bạn, mà bạn chỉ tập trung vào hai điều mà bạn ưu tiên nhất, có thể là về tài chính công việc, hoặc là bạn muốn có sự cân bằng giữa tình yêu và công việc ha. Thì mình thấy cuộc sống của các bạn cũng có nhiều sự đấu đá, nhiều sự cạnh tranh nhau. Tuy nhiên bạn là một người bạn không thích sự bon chen nữa, bạn không thích vướng bận vào những mâu thuẫn, mà bạn thích bạn sẽ bỏ cuộc, bạn sẽ không bỏ cuộc, có nghĩa là bỏ cuộc trong cái trận chiến này, bạn sẽ không liên quan tâm, muốn liên quan tới những người đó nữa, mà bạn sẽ rời đi, bạn sẽ tìm không gian riêng để bạn có một cái đời sống an yên hơn. Và mình thấy các bạn nữ là những người tràn đầy cảm xúc lãng mạn yêu thương, các bạn cũng khá là trưởng thành rồi, các bạn vững vàng vững chãi rồi, và bạn là những người biết thấu cảm, yêu thương, có lòng trắc ẩn, muốn giúp đỡ cho người khác rất là nhiều.
bạn luôn muốn cho bạn luôn muốn cho đi, bạn muốn có sự giúp đỡ, chia sẻ. Bạn có thể đưa ra những lời khuyên rất là hữu ích cho người ta, bạn đem lại sự ấm áp cho mọi người ha. Bạn cũng là một người có trực giác tâm linh khá là nhạy luôn. Không biết có bạn nào phân vân giữa tụ 2 hay với tụ 1 không ạ? Thì còn một trường hợp ở đây là nếu mà một số bạn á đã có sự ngắt kết nối, như là dành thời gian riêng cho nhau á, mỗi người một nơi á, để suy nghĩ sau khi cái cuộc chiến tranh mâu thuẫn xảy ra, thì tại vì cái điều này diễn ra có thể là do có sự liên quan đến công ăn việc làm. Một người thì quá chú tâm chuyên tâm vào công việc mà vô tâm với người 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 còn lại, khiến người còn lại cảm thấy hơi buồn. Tại người còn lại mình thấy cảm xúc họ rất là nhiều, họ là một người sống bằng sống tình cảm mà sống theo con tim mà, cho nên họ có những cái điều suy nghĩ khiến cho họ buồn bực khó chịu. Và khi cảm xúc dâng cao quá thì họ có thể buông ra lời nói khiến cho người khác bị tổn thương, và điều đó gây ra cái sự mâu thuẫn giữa hai bạn ha. Thì có nhiều trường hợp ở đây, các bạn cứ liên hệ với những cái thông tin nào nó phù hợp với cái của bạn á, tại vì cái đây là một trải bài chung mà chỉ có 3 tụ thôi, cho nên sẽ đúng với người này mà không đúng với người khác, thì bạn cứ linh hoạt và chọn lựa ha. Còn những bạn nam mà sau nhiều năm gọi là tìm kiếm á, tìm kiếm người yêu đúng với bạn, thì bạn sẽ gặp được một người tràn đầy sự yêu thương, chững chạc, trưởng thành như nãy giờ mình miêu tả ha. Như tại các bạn nữ á, bạn sẽ tìm được, thấy được ánh sáng của cuộc đời mình nha. Chạy về nơi phía cánh tay này dài dòng lắm, chạy về nơi phía chạy đi đâu nữa em, chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi, đừng đi đâu, chạy về nơi phía ai. Cái người này mình thấy họ đang có sự nghiêng về giá trị tinh thần nhiều hơn ha, hoặc là cả hai bạn, các bạn đang tìm về cái ngôi đền tinh thần của chính bản thân mình ha, tìm về những giá trị cốt lõi, những cái sự cao hơn trong cái tinh thần suy nghĩ sâu sắc, cái sự giác ngộ, cái sự thấu suốt mọi điều, thấu rõ được nhân sinh thế thái này. Có thể là bạn đã từng trong cái giai đoạn gọi là phân vân giữa hai lựa chọn, bạn mất phương hướng, bạn không biết chọn cái nào. Thì bạn nên có sự thiền định đi ha. Bạn nên có sự ở một mình rồi bạn thiền định, rồi bạn sẽ tìm ra được cái câu trả lời cho bạn ha. Cái nào phù hợp với bạn nhất. Thì mình thấy hai bạn trong đây đều nên nghiêng về tinh thần, đi vào nội tâm, nghe theo tiếng nói nội tâm trực giác của mình ha, để tìm ra câu trả lời nha. Wow. Và đồng thời là mình thấy một điều là các bạn sẽ được thiên thần Chamuel mở cho bạn cái luân xa thứ ba. Cái luân xa thứ ba này nó hỗ trợ cái sức mạnh cá nhân ha, giúp cho bạn nâng cao được sự tự tin và biết giá trị của bản thân mình. Và đây là lúc mà bạn phải mạnh dạn và can đảm để giữ vững lập trường, bảo vệ bản thân hoặc nói lên những chính kiến của bạn ha. Hãy nhớ rằng bạn đủ sức mạnh để đạt được những mục tiêu mà bạn mong muốn luôn á. Và mình thấy là bạn nên vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình ha. Nên ngồi xuống viết ra những kế hoạch cho cuộc đời mình. Trong 5 năm tới tôi sẽ trở thành những người như thế nào. Nhưng mà trong hiện tại thì mình nên thực hiện những cái điều gì để mình có thể đạt được những cái ước mơ mà mình mong muốn. Và bạn phải có sự lòng biết ơn vũ trụ ha. Mặc dù những điều mà mong muốn chưa được, bạn chưa có đạt được, nhưng mà bạn phải biết là ơn vũ trụ, bạn phải tỏ lòng cảm ơn người đã ban cho bạn một sức khỏe tốt, cho bạn một cái trí óc rõ ràng minh mẫn để bạn có thể thực hiện tốt những cái dự định của bạn trong tương lai ha. Và bạn khi mà bạn có sự lòng biết ơn á, thì vũ trụ sẽ ban cho bạn nhiều hơn nữa. Cũng giống như mình thôi, cũng giống như cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Nếu như bạn cho cháu bạn điều gì đó, nếu mà nó có lòng biết ơn, nó cảm ơn bạn rồi nó khen cái món quà đó tuyệt vời quá, thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và bạn muốn
tặng thêm quà cho nó nữa ha, tại nó là người biết ơn. Nói chung là cuộc sống mình cũng rất thích những người có lòng biết ơn, cảm ơn. Đó là một điều gọi là đáng có cho những người đã cho mình những gì mà họ, đó cũng là tấm lòng của họ ha. Thì giống như vậy thôi, vũ trụ cũng vậy. Ngài rất là thích những người có lòng biết ơn, những người báo hiếu cha mẹ, hiếu thảo là người Ngài rất là thích ha. Rồi, khi mà bạn có lòng biết ơn, bạn tạ ơn vũ trụ và những gì mà bạn đang hiện tại bạn có, như là bạn có một cái sức khỏe tốt, rồi bạn minh mẫn trí tuệ, thì cuộc sống của bạn sẽ đơm hoa kết trái ha. Một cái sự phước lành tiến đến cuộc đời bạn ha. Cánh cửa đang mở ra, một cái ngôi giường đầy chim chóc, đầy màu sắc, sự phồn thịnh thịnh vượng đang tiến về phía các bạn ha. Cả hai bạn luôn, mình đang nói về các bạn, thì bạn cứ liên hệ với bản thân mình nha. Tại ở đây bây giờ là kênh của mình là có cả nam lẫn nữ luôn đó, chứ cái nên các bạn cứ tham khảo hết những gì mà mình nói đây ha. Cái người nam trong đây họ muốn đem đến cho người nữ một tình yêu gọi là sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Tuy nhiên có thể là một thời gian cái người ấy họ quan tâm công việc quá nhiều cho nên mất cân bằng, cho nên sẽ có sự mâu thuẫn ha. Thì mình thấy trong tình yêu thì người này khá là lý trí. Đây là một người nam lý trí, lạnh lùng, sắc bén, quyết đoán, công bằng, trung trực. Một người có lập luận cặn kẽ, logic. Cái người này mà họ có sự tranh cãi với ai thì cái người này luôn giành được chiến thắng ha. Họ luôn có những cái lập luận rất là chắc chẽ, chắc chắn. Và trong tình yêu thì cái người này họ muốn có sự giúp đỡ các bạn nữ nè, muốn bảo bọc về tài chính hay gì nè, rồi họ cũng muốn hai người sau tiến xa hơn, có thể là họ mong muốn có một đứa con trai dễ thương, kháu khỉnh và mong muốn cái tình yêu này trở nên gọi là sáng tươi hơn, đang tràn đầy cái màu sắc, tràn đầy sự mật ngọt, tràn đầy sự ấm áp, yêu thương nhau, và tiến đến một cái kết cao hơn trong cái tình yêu này ha. Các bạn nam thấy các bạn nữ là những người rất là dễ thương, có vẻ đẹp thanh tao, một người có vẻ đẹp gọi là giản đơn, mộc mạc, nhưng mà nó rất là cuốn hút họ ha. Nếu mà hai bạn có sự ngắt kết nối, một số bạn đang có sự ngắt kết nối rồi thì người này sẽ đến hai bạn cùng nhau chữa lành, cùng nhau yêu thương, cùng nhau hàn gắn lại cái vết thương mà hai người đã gây ra cho đối phương ha. Và hai bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn vì những cái bài học mà mình đã trải qua và có sự ăn mừng ở đây ha. Một số bạn ở đây là đang ở nước ngoài nha. Cái người này họ muốn cho cái tình yêu này có một cái sự một cái happy ending ha, một sự kết thúc tốt đẹp. Họ có nhiều đêm trằn trọc băn khoăn, vì này có thể nhiều đêm mất ngủ họ lo lắng, hoặc là họ có thể ngủ mơ thấy bạn. Trong cái thời gian mà chia cắt có thể là họ suy nghĩ, họ hơi bị stress căng thẳng, họ hối tiếc về những gì đã xảy ra ha. Và tuy nhiên thì cái chuyện tình yêu này họ mong muốn có sự chữa lành, có sự tiết chế chừng mực hơn trong lời nói hành động của cả hai bên, có sự hòa hợp thống nhất với nhau nhiều hơn, và có sự san sẻ với nhau, thấu hiểu với nhau nhiều hơn và điềm tĩnh hơn, đừng trở nên bốc đồng nữa, khôn khéo hơn. Và người này họ muốn có sự cống hiến cho tình yêu này nó phát triển, nó vẹn tròn ha. Có yếu tố nước ngoài ở đây ha, một trong hai bạn là người nước ngoài hoặc là đang ở nước ngoài sinh sống, du học sinh, hoặc là đang làm
hoặc là đang làm việc ở nước ngoài á. Cái hành động tiếp theo là cái người này họ sẽ trao cho bạn cái tình yêu thương trở lại ha. Cái muốn chinh phục lại bạn, muốn cam kết với bạn, các bạn nam sẽ tiến về các bạn nữ và muốn cho tình yêu này một cơ hội, hoặc cả hai bạn luôn. Và hai người sẽ trở nên gắn kết yêu thương nhau nhiều hơn, đậm sâu với nhau nhiều hơn ha. Và có sự chuyển hóa giữa hai bên nè, một cái chuyện cũ, những cái chuyện cũ nó sẽ chết đi, sự chuyển hóa giữa hai bạn trở nên trưởng thành hơn trong suy nghĩ, trở thành một người chín chắn hơn, tiết chế hơn, có sự chuyển hóa tốt đẹp hơn, sự chết đi và sống lại ha, một sự khởi đầu mới trong cái tình yêu này. Những bạn mà bị phản bội trong tình yêu thì có thể đây là người mới của bạn đó, một người mới luôn, hoàn toàn mới. Nếu bạn chưa gặp ai hết, một người hoàn toàn mới có thể ở nước ngoài, hoặc là bạn ở nước ngoài, cứ liên hệ, có đối chiếu nha, tại vì năng lượng hai chiều mà, và nó cũng không thể nào chính xác 100% với hoàn cảnh của hai bạn được. Express your love, hai bạn cần phải có sự biểu lộ cảm xúc yêu thương ngọt ngào với nhau nhiều hơn ha, đừng có chôn chặt, đừng có giữ kín. Đừng có gọi là che giấu. Sống ngày nào tận hưởng ngày đó đi. Thể hiện tình yêu thương của mình cho người ta đi, để người ta biết mà người ta đáp lại chứ. Hai người này mà nếu mà có cái sự chữa lành rồi hai bạn có sự nỗ lực thì sẽ đi đến một cái sự đính ước kết hôn, ở đây một cái cam kết cao hơn, viên mãn hơn. Còn những bạn mà độc thân thì có thể sẽ gặp được cái người này nha. Cái người mà nãy giờ mình miêu tả đó, cả nam là nữ, cả nam lẫn nữ, nãy giờ mình miêu tả cả nam lẫn nữ luôn á, thì bạn sẽ gặp được người này và có thể khả năng là hai bạn sẽ đi đến hôn nhân. Very soon, very soon sẽ gặp được người này sớm nha. Wow, tuyệt vời. Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dài rộng lắm. Rồi, bây giờ mình xin kết thúc các bạn tụ hai, và nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn đôi bông này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi ai đang chạy về phía bạn nha. Xin liên kết năng lượng với các bạn tụ ba. Rồi. Các bạn tụ ba trong cuộc sống của bạn đã có sự sụp đổ gì đó hả? Có thể là bạn đã mất công việc cũ, bạn có sự rời đi một chốn nơi ở cũ, hoặc là bạn đã nhận ra được một cái chân lý nào đó rồi, có sự khai sáng ở trong bạn rồi. Qua một cái sự mất mát, đau buồn, bạn đang đang có sự buồn bã, đang hướng về điều đó. Và cuộc sống của bạn cũng có khá nhiều cơ hội được đưa tới, nhưng mà bạn chưa có nắm bắt được điều đó, mà bạn đang nhìn về quá khứ ha, những cái đau buồn mất mát xảy ra, nhưng mà bạn yên tâm đi, nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi. Có thể là những bạn ở đây có một sự di chuyển sang căn nhà mới nè, di chuyển sang chốn ở mới nè, sang một vị trí mới, công việc của bạn, nếu mà công việc của bạn có đang tìm việc á, thì bạn sẽ tìm được một công việc cho bạn cái sự phát triển tốt hơn, thành công hơn. Bạn bây giờ bạn đừng có lo buồn nữa, bạn lo suy nghĩ cho tương lai, cho hiện tại là phát triển khả năng hiện tại đi, tại vì cái cơ hội đang đến với bạn đó. Rồi một số bạn ở đây còn làm thì có thể là công việc phát triển rất là tốt đẹp, sẽ có sự chúc mừng, chúc tụng, ăn mừng ở đây, bạn cảm thấy vô cùng vui vẻ, phấn khích, hạnh phúc. Hoặc các bạn, một số bạn đang có sự về chung một nhà với một ai đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi ai đang chạy về phía bạn nha. Đây là một người lạnh lùng, lý trí, kiên cường và mạnh mẽ.
một người quyết đoán, một người hơi là khô khan, làm việc theo nguyên tắc khuôn khổ. Đây là một người lâm thông minh, lý trí, trí tuệ, lập luận sắc sảo, lời nói sắc bén ha. Mình thấy là nếu mà cái người này bạn biết rồi á, thì có thể là đây là một người đã có sự mâu thuẫn qua lời nói với bạn ha. Họ khá là bốc đồng, không kiểm soát được cái hành động lời nói của họ trong lúc đó, khiến cho hai người cảm thấy, họ hoặc là bạn cảm thấy vô cùng hơi đau buồn, mất mát. Hoặc là bạn sẽ gặp được cái người này khi bạn bước qua được cái sang trang mới trong cuộc đời, là khi mà bạn có sự di chuyển sang nhà ở mới, vị trí mới, công việc mới, thì bạn sẽ gặp được cái người này nha. Mà có nhiều trường hợp ở đây ha. Có thể bạn đã từng bước qua một cái cuộc tình khiến cho bạn cảm thấy đau buồn, mất mát, thì tương lai là bạn sẽ gặp được cái người này, cái người đàn ông lý trí, lạnh lùng, khô khan và sắc bén, một người vững vàng, vững chãi, trưởng thành trong cuộc sống này rồi. Một người rất là trung thực và một người công bằng, liêm chính nha. Có thể là bạn với họ cắt khẩu qua lời nói, còn những bạn mà trong tình yêu đang có sự ngắt kết nối nhau, tổn thương cho nhau bằng lời nói, thì có thể cái người này họ đang có sự suy nghĩ và đang chạy về phía bạn, và có thể hai bạn nói chuyện với nhau qua tin nhắn nhiều hơn ha. Có thể họ đang có sự gấp rút, khi mà họ suy nghĩ thì quá là lâu, nhưng mà họ họ đã hành động thì họ sẽ hành động rất là mạnh mẽ, rất là nhanh và dứt khoát. Mình thấy có thể khả năng là cái người này đang ở xa bạn nữa nha. Tình yêu này cần phải có sự kiên nhẫn, và người này mình thấy họ có sự cũng có sự kiên nhẫn á. Trời về nơi phía anh, cánh tay này rơi dòng lắm. Cuộc sống của các bạn đang có sự đơm hoa kết trái ha. Cuộc sống của người này đang có sự đơm hoa kết trái. Đây là một người có sự sâu sắc, suy nghĩ chín chắn, thấu suốt rõ ràng. Các bạn nữ trong đây đã có sự giác ngộ, các bạn biết nhìn xa trông rộng, các bạn có nhiều cái kiến thức. Các bạn thấu suốt mọi điều, hiểu chuyện, thấu rõ thế thái nhân sinh này rồi. Các bạn đã rút được kinh nghiệm cho các bạn qua những cái trải nghiệm các bạn gặp phải ha. Hoặc là trong cuộc sống của các bạn nam này, các bạn sẽ gặp được một người nữ, có thể là các bạn tụ ba luôn, cái người mà sẽ cho bạn những cái lời khuyên, một người có sự thấu đáo giống như nãy giờ mình miêu tả ha. Thì cuộc sống các bạn cần đề ra những cái chiến lược cho kế hoạch cho cuộc đời mình ha. Mình cần phát triển gì, những khả năng gì, và tương lai mình mong muốn là 5 năm, 2 năm, 3 năm, mình mong muốn mình đạt được cái điều gì, mình nên viết ra hết rồi mình thực hiện từng cái một, rồi làm theo một cái thời khóa biểu một cái thời khóa biểu mà bạn phải nguyên tắc, bạn phải kỷ luật bản thân tốt để thực hiện những điều đó để có sự thành công ha. Các bạn ở đây đều là những người, các bạn là mình nói bao gồm các bạn và họ luôn, đều là những người có khả năng, có cái tiềm năng vô hạn trong cuộc sống này. Bạn có khả năng manifest, có khả năng hấp dẫn, thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn, bằng cái sức mạnh ý chí kiên cường của bạn ha. Và đồng thời bạn có phải tập trung vào cái vấn đề mà bạn cần phải đạt được, tập trung giải quyết công việc, tập trung phát triển kỹ năng, khả năng của bản thân. Và mình thấy là bạn được thiên thần Chamoen mở cho bạn cái luân xa thứ ba, mở cho các bạn cái luân xa thứ ba. Cái luân xa này là cái luân xa giúp cho các bạn hỗ trợ sức mạnh cá nhân, giúp cho bạn nâng cao cái sự tự tin và biết giá trị của bản thân bạn ha. Rồi bây giờ là đã đến lúc bạn phải mạnh dạn và can đảm giữ vững lập trường, bảo vệ bản thân hoặc nói lên những ý kiến của mình. Hãy nhớ rằng bạn đủ sức mạnh để đạt được những cái mục tiêu mà bạn mong muốn. Đồng thời bạn được thiên thần Raphael mở cho bạn thêm cái luân xa thứ 4. Cái luân xa thứ 4 này nó sẽ giúp cho bạn đón nhận tình yêu. Đón nhận tình yêu mới. Một là tình yêu mới hoặc là hàn gắn với người yêu cũ ha. Người mà bạn mong muốn trở lại cuộc sống của bạn á. Và có sự yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Thiên thần Raphael gửi năng lượng chữa lành màu xanh lá cây đến trái tim của bạn ha. Lá bài này khuyến khích lòng trắc ẩn từ chính bạn luôn. Biết rằng ánh sáng từ trái tim bạn có thể chiếu xuyên vũ trụ, các bạn sẽ cảm thấy yêu thương bản thân mình, yêu thương mọi người, yêu thương gia đình, yêu thương người thương của mình, rồi yêu thương chính bản thân mình. Cái tình yêu của bạn trở nên lan tỏa toàn thế giới luôn. Vũ trụ sẽ gửi cho bạn những người và những tình huống cho phép tình yêu của bạn phát triển ha. Các bạn được mở rộng trái tim, mở rộng tình yêu rất là nhiều. Tình yêu cho nhân sinh thế thái, cho mọi người. Bạn muốn cống hiến, bạn muốn đóng góp, giúp đỡ cho mọi người, lan tỏa cái tình yêu thương, sự ngập tràn hạnh phúc cho mọi người. Thì khi đó bạn cho đi, bạn sẽ được nhận lại ha. Bạn sẽ nhận, bạn cho đi tình yêu thì bạn sẽ nhận lại được tình yêu. Hai bạn đến với nhau hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Hai bạn đều là những người có kiến thức cũng khá là sâu, khá là rộng, và các bạn có cái kinh nghiệm nữa. Hai bạn có thể là đến với nhau để dạy cho nhau những bài học về tình yêu nè, giúp cho nhau trưởng thành hơn trong tình yêu, rồi cùng nhau trải qua những cái kinh nghiệm, những cái vấp váp trong tình yêu, rồi cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chữa lành. Mình thấy những bạn nào mà ở đây mà có sự ngắt kết nối với người yêu mà mong muốn họ quay trở lại, thì mình thấy họ cũng đang có sự suy nghĩ rồi đó. Họ có một thời gian họ buông bỏ kiểm soát, họ suy nghĩ, họ tính toán, rồi họ để mọi thứ diễn ra một cách bình thường. Họ không có chủ động, họ không có, họ trong cái tư thế gọi là nằm đó suy nghĩ chứ họ không muốn hành động gì hết. Thì bây giờ mình thấy là họ đã trở nên thông thái sáng suốt hơn rồi. Họ nhận ra được cái chân lý rồi. Và mình thấy là họ mong muốn có sự khởi đầu mới trong cái chuyện tình yêu này ha, một cái sự gắn kết lại, gắn bó lại với nhau, và mong muốn hai bên cho nhau một cơ hội để tình yêu này nó có sự phát triển ha, đi lên. Họ mong muốn được chữa lành, được yêu thương, được chữa lành. Tại vì các bạn đến với nhau là khi mà bạn hoàn thành xong cái khóa học, xong cái bài học mà vũ trụ giao cho, thì cái tình yêu của các bạn sẽ rất là thắm thiết, mận ngọt, và không có có vấn đề nào mà có thể cản trở được các bạn nữa. Với điều kiện các bạn phải phải giải quyết được các bài học này, những cái lỗi lầm trong quá khứ này, cùng học hỏi, cùng nhau trưởng thành ha. Họ thấy bạn là một người rất là nghiêm trang nè, nết na, đức hạnh và tôn nghiêm. Hai người có sự hòa hợp nhau, có sự thống nhất, hòa hợp, yêu thương nhau. Có thể họ họ thấy bạn là họ cảm giác như là bạn chính là cái mảnh ghép còn thiếu của họ vậy đó. I wish I could share my good news with you. Có thể là một cái trường hợp ở đây là các bạn đang ngắt kết nối, chia tay, thì có thể là họ mong muốn họ có nhiều cái tin tức mới, có thể là có sự thăng chức, tăng lương hay điều gì đó mới, cuộc sống của họ làm họ thấy phấn chấn, hào hứng, nhưng mà ngắt kết nối rồi, nhưng mà họ mong muốn là họ muốn chia sẻ cái tin tức đó với bạn. I feel you even though we are apart. Anh cảm nhận, tôi cảm nhận được bạn ha. Mặc dù chúng ta đã xa cách nhau rồi, chúng ta đã có sự ngắt kết nối rồi, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được cái cảm giác, cái cảm xúc, tâm trí, hơi thở, suy nghĩ của bạn. Cảm nhận được hết. I'm not available, tôi chưa sẵn sàng. Lúc mà họ đang suy nghĩ, họ chưa có hành động, thì họ muốn dành không gian riêng để suy nghĩ, nên họ mới nói là tôi không có sẵn sàng, tôi chưa có sẵn sàng để tiến về, để quay về. Có thể là các bạn nữ nha, các bạn nữ có thể nói là tôi chưa có sẵn sàng, tôi còn thời gian nhiều hơn để suy nghĩ. Just being near you is intoxicating, có nghĩa là
ở gần bạn thì họ cảm thấy như bị say, bị say nắng, bị rơi vào cơn say tột độ vậy. Họ say cái tình yêu đối với bạn ha. My life is not as together as it seems, mà như là mọi người thấy cuộc sống của họ khá là vững chắc, vững bền, họ thấy họ cảm nhận như cuộc sống của họ rất là hạnh phúc, nhưng thực sự thì cuộc sống của họ thiếu thốn tình yêu. Bề ngoài thì thấy là rất là vững chắc, vững vàng, sung túc, nhưng mà chỉ có bản thân họ mới biết là cuộc sống của họ thiếu thốn tình yêu, và đây chính là bạn. Họ đã rời xa bạn trước khi mà bạn có thể bỏ rơi họ ha. Một người có cái tôi lạnh lùng, cái tôi khá lớn ha. I hide who I really am from you, có nghĩa là tôi che giấu, có thể là bề ngoài thì rất là cứng rắn mạnh mẽ, nhưng bên trong rất là nhiều cảm xúc yêu thương bạn, nhưng mà họ cố che giấu bằng cái bản mặt, bằng cái vẻ mặt lạnh lùng của họ ha. We will be together, nghe thấy chưa? Hồi này họ nhiều lần họ suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ rất là nhiều, và bây giờ họ mong muốn là sẽ có một sự quay trở lại cùng nhau, ở bên nhau. Cái sự khởi đầu mới trong tình yêu này, thấy không? Họ mong muốn điều đó. Còn những bạn mà gặp người mới thì có thể là tương lai cái tình yêu này nó sẽ diễn ra như vậy ha. Nói chung tình yêu mà đâu có thể nào, không thể nào mà gọi là cứ suôn sẻ như thế được, cũng sẽ có cái sự cãi vã nhau thì nó mới gọi là tình yêu chứ. Cùng nhau vấp ngã rồi cùng nhau lấy đó làm kinh nghiệm, rồi cùng nhau phát triển, rồi tình yêu mới đi mới bền lâu được, mới có thể tiến thêm lên một bước mới được. Tại vì sống với nhau, sống cả đời mà, mình phải kỹ lưỡng, mình phải vượt qua hết những khó khăn thử thách, rồi khi mà về bên nhau rồi cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng êm đềm, vì mình đã trải qua hết rồi. Wow, họ mong muốn có gia đình 10 ly hạnh phúc với bạn đó. Một gia đình tràn ngập sự yêu thương và có hai đứa con rất là kháu khỉnh dễ thương. Muốn tận hưởng giây phút ngọt ngào, yêu thương nhau thắm thiết. Đúng rồi, cái mối tình này mà bị mất cân bằng thì sẽ bị toxic, độc hại lên, trở nên rơi vào tình trạng tuyệt vọng tiêu cực ha. Nói chung mà mình thả lỏng, mình đừng có bóp chặt quá ha. Khi giống như bóp chặt kiểm soát người khác trong tình yêu quá nhiều sẽ khiến cho nó bị bóp bóp nghẹt tình yêu này, nó bị mất cân bằng và cảm thấy rất là mệt mỏi giữa hai bên luôn. Giống như mình bị giam cầm vậy đó. Mình bạn cứ thả lỏng ra, giống như là bạn cầm một cái nắm cát đi, bạn nắm một cái nắm cát, bạn càng nắm chặt thì nó lại càng dễ tuôn ra hơn. Bạn thả lỏng như vậy thì nó vẫn còn trong tay bạn, đúng không? Cái người này họ họ đi rồi nhưng mà họ vẫn còn ngoáy lại nhìn bạn ha. Mình thấy là một cái trường hợp này là có thể là các bạn nghi ngờ cái người này có người thứ ba ha. Che giấu bạn điều gì đó và bạn cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu, bởi vì bạn muốn tìm ra cái sự thật ha. Con người này họ có che giấu bạn điều gì hay không, và mình thấy họ cho dù hai bạn đã xa cách nhau nhưng mà hai bạn có sự gắn kết điều gì đó không thể nào buông ra được. Không thể nào mà thoát nhau được. Vẫn còn có sự kết nối. Tại vì các bạn có cái điều là nãy mình nói rồi, hai bạn đến với nhau dạy nhau bài học mà, chưa có phát triển được bài học này, chưa hoàn thành được, thì nó cũng còn có cái sự dây kết nối giữa hai bạn. Và người này họ dù mặc dù họ đã bước đi thì họ vẫn ngoảnh đầu lại, vẫn họ vẫn theo dõi bạn. Và khi mà họ họ mong muốn cái tình yêu này có sự khởi đầu mới, họ sẽ trở nên ngọt ngào, lãng mạn, yêu thương hơn, họ có sự sáng suốt hơn trong cái tâm trí của họ ha. Họ nhận thức được nhiều điều khi mà hai bạn xa nhau, có thể họ nhận thức được cái lỗi của họ là họ đã không để cho bạn một cái tình yêu lãng mạn, mặc dù hai người yêu xa nhưng mà họ không có cho bạn được cái cảm giác mật ngọt như những người khác có được từ người yêu của họ ha. Thì bây giờ họ trở nên thay đổi, họ trở nên thấu suốt, họ rõ ràng hơn, họ tràn đầy cảm xúc lãng mạn yêu thương hơn, họ quan tâm chăm sóc bạn hơn. Có thể người này muốn tặng quà để có sự kết nối lại với bạn, muốn có một cái gia đình 10 ly với bạn luôn đó. Anh không tin vào ai, điều này thật điên dại, sẽ có anh ở đây làm em nghĩ lại điều em đang sợ.
Chạy về nơi phía anh, trái tim này dài sông lắm. Chạy về nơi phía anh, trái tim này cũng ấm lắm. Chạy đi đâu nữa em, chỉ có hai ta là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía anh. À, một số bạn đây mình thấy có sự quen nhau qua mạng nữa nè. À, có thể là người này sẽ nhờ bạn bè để giúp họ kết nối lại với bạn. Và cái tình yêu này bị ảnh hưởng với tài chính sự nghiệp mà nãy giờ mình nói đó. Cái người này họ quan tâm về công việc, họ vô tâm, họ không quan tâm gì với bạn ha. Thì mình thấy là họ sẽ có sự thay đổi ha. Từ một ông vua kiếm, một người lạnh lùng quyết đoán, một người khô khan thì trở thành một ông vua. Họ biến đổi, họ có sự chuyển hóa trở thành một ông vua ly, một người tràn đầy cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào, yêu thương, biết thấu hiểu, biết chia sẻ, biết giúp đỡ bạn nhiều hơn. Ừ. Họ nghĩ cho bạn nhiều hơn và đây là một tình yêu đáng để mong đợi ha. Ừ. Hai bạn đến với nhau đúng là dạy cho bay nhau bài học đó, có sự chuyển hóa giữa hai người luôn á. Hai người có những cái vấn đề về gia đình cần được chữa lành nè. Đúng rồi, hai bên mà đến với nhau sẽ có sự che giấu cảm xúc như lúc ban đầu đó, không thể hiện tình yêu nhiều cho người, cho đối phương mình hiểu. Tình yêu này vẫn có, phải có niềm tin, tại vì các bạn có thể đã va vấp vào cái chuyện tình yêu cũ khiến cho bạn cảm thấy không mất niềm tin trong cuộc sống này, mất niềm tin vào tình yêu. Thì đối với người này bạn cần phải có niềm tin, khi mà bạn trở nên tiêu cực, bạn suy nghĩ không đúng, nói chung là bạn quen người này thì bạn cũng cảm nhận được họ ra sao rồi, đúng không? Họ nói chuyện sao, rồi cái bản tính họ sao, thì bạn nếu mà người hay nói dối bạn thì là bạn biết người này không tốt, thì bạn nên tránh xa những người đó, bạn nên tìm cho mình một cái người khác. Còn cái người trong bài này là người trung trực, họ có là gì nói đó, họ công bằng liêm chính chứ không phải là cái người mà gọi là bao hoa, cua môi múa mép. Nên bạn phải ý thức được cái người mà nãy giờ mình diễn tả với cái người mà bạn đang quen có đúng là cái người đó hay không nha. Rồi bạn hãy phán xét, rồi bạn hãy đưa ra quyết định cuối cùng nha. Chứ không phải là cứ trải bài nào thấy quá đẹp. Tuy nhiên mình phải liên kết coi cái tánh tình mà mình miêu tả có giống với cái người bạn đang quen hay không. Tại vì khi mình quen người nào đó mình cũng cảm nhận được họ như thế nào chứ. Mình cũng cảm nhận được cách họ nói chuyện, rồi cái họ ứng xử, hành động ra sao. Cũng đánh giá được một phần nào về họ, đúng không? Ừ. Còn cái người nào mà mình thấy mà quá mập mờ đi, cái ngay cả tình yêu mà cũng không, ngay cả mình hỏi bạn đã có người yêu chưa mà cũng nói là tôi không thể tiết lộ điều đó, là mình thấy là không được. Mình thấy cần phải muốn đi đến lâu dài phải có sự rõ ràng trước đầu tiên, để cho đối phương biết rõ về mình chứ đâu có mập mờ như vậy được. Mập mờ có như vậy mình thấy có họ không có rõ ràng. Mình thì riêng bản thân mình, cảm nhận của mình thì mình thích những người rõ ràng. Rõ ràng từ lần đầu gặp mặt để cho hai người không mất thời gian với nhau. Đúng không? Mình thấy các bạn tụ ba này có những cái tổn thương về vấn đề trong quá khứ. Các bạn cần phải lấy đó làm kinh nghiệm, rồi các bạn hãy giải tỏa những điều đó ha. Các bạn hãy buông bỏ quá khứ, buông bỏ những điều tiêu cực. Và bạn cũng sẽ gặp được một người tự tin, gặp được một người tốt hơn, xứng đáng hơn với bạn, với điều bạn phải có niềm tin. Chứ bạn trong lòng bạn cũng lúc nào nghĩ ai cũng vậy, cho nên bạn cũng sẽ khó mà gặp được cái người mà bạn mong muốn. Tại bạn lúc nào bạn cũng cảm thấy rất là bực bội, khó chịu với những người như vậy, thì bạn sẽ khó mà thu hút được những người mà đúng đối với bạn ha. Tại vì bạn luôn nghĩ về những người tiêu cực thì bạn sẽ thu hút những người tiêu cực, bạn biết không? Cởi mở bản thân, buông bỏ quá khứ, yêu thương bản thân mình, tập sống cho bản thân mình nhiều hơn, tích cực hơn trong cuộc sống này. Bỏ quên mọi thứ đi, tập trung bản thân mình là chính, yêu thương bản thân mình, cảm thấy đủ đầy trong bản thân mình. Thì lúc đó bạn mới có thể thu hút được cái người đúng đối với bạn ha. Bạn hãy tự tin là bạn được yêu thương, xứng đáng được yêu thương. It's safe for you to love. Cái người này xứng đáng để bạn yêu thương và họ sẽ cho bạn cảm giác an toàn trong tình yêu. Nếu mà bạn có cái suy nghĩ rộng mở, cởi mở hơn. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.